Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình Cơ điện lạnh công sơn Thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng remote 1000 trong một các bạn nha Thì hàng này của Trung Quốc các bạn Thì các bạn mua ở thị trường khoảng 90 ngàn nha thì uh, trong quá trình chúng ta sử dụng uh, điều hòa thì uh, cái chuyện mà nó hư remote hay là nó mắc remote thì uh, chúng ta đi tìm đúng cái uh, mã của remote cũ của chúng ta thì nó cũng uh, uh, cũng hơi uh, khó khăn thì uh, uh, để mà giải quyết vấn đề đó thì chúng ta có uh, remote 1000 trong một thì cái loại này thì nó sử dụng cho tất cả các dòng điều hòa nha các bạn thì chúng ta chỉ việc là chúng ta dò tìm tần số và chúng ta uh, sử dụng thôi. thì uh, các bạn không thể nào các bạn mà leo trực tiếp lên trên uh, điều hòa để các bạn có thể là các bạn nhấn nút để các bạn khởi động máy ở trên đó được. Uh, hoặc là các bạn uh, đánh uh, cb để các bạn uh, đóng cắt để uh, khởi động điều hòa được. mà các bạn uh, đó là những trường uh, trường hợp mà bất khả kháng thôi. thế bây giờ để chúng ta điều chỉnh được cái quạt gió này, điều chỉnh được cả nhiệt độ phòng này. Thì chúng ta cần cái remote đa năng này. Thì remote đa năng này nó dò được tất cả các giải tần số này các bạn. của tất cả các dòng máy lạnh nha. Thì mỗi dòng máy lạnh nó quy định một cái giải tần số nào đó của nhà sản xuất nha các bạn. Thì cái dòng này nó sẽ dò được tất cả các cái dòng máy lạnh. Và chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta dò tần số của Uh, máy lạnh nhà mình Bằng cách là các bạn uh, uh, thực hiện như sau. <laughs> thì các bạn để ý là bên góc uh, phải thì uh, nó có cái uh, cái đấy khi các bạn khi các bạn uh, muốn dò thì đầu tiên thì các bạn nhấn cho mình nút set nha. 5 giây và nó sẽ nháy nháy cái uh, ngay vị trí đó uh, bên góc bên phải của chúng ta đó, góc dưới đó, thì nó sẽ nháy. Rồi các bạn sẽ tiến hành cho các bạn dò tần số, các bạn bấm tiếng nha các bạn. Quẹt là lùi. Khi nào mà điều hòa chúng ta nhận một tiếng bíp thì lúc đó là điều hòa chúng ta đã nhận được tần số của máy điều hòa nha các bạn, à, máy remote nha các bạn. Thì hai cái đã nhận nhau thì như vậy thì chúng ta bấm ok các bạn nha. Thì sau khi bấm ok rồi thì chúng ta có thể điều khiển được điều hòa các bạn. Có thể thực hiện tắt bật điều hòa. Đây các bạn nhìn mình tắt bật nhé. Đấy, như vậy là mình đã tắt điều hòa các bạn nha Đấy, thì điều hòa hiện tại đang tắt Thì để khởi động điều hòa thì mình bấm nút nguồn và nắm on Thì uh, điều hòa chúng ta được khởi động các bạn nha Đấy, thì điều hòa chúng ta đã khởi động các bạn Các bạn nhìn đấy Thì uh, trên này thì các bạn có thể điều khiển tăng giảm cái uh, nhiệt độ của phòng của chúng ta thì mình sẽ giảm xuống 21 độ các bạn để cho cảm giác lạnh để cho nó lạnh sau các bạn nha 20 độ luôn rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các cái phím chức năng ở trên điều hòa các bạn thì trên đây nó có phím là chia uh, các bạn nha phím mo này chúng ta sẽ chọn được các chế độ và phím này là phím like các bạn phím này thì chúng ta sẽ thực hiện uh, <laughs> uh, giống như đằng binh thôi chúng ta sẽ uh, cầm vào ban đêm chúng ta có thể bấm để uh, tìm vị trí nguồn nhãn hạn Rồi phía mo thì uh, trên phía mo thì chúng ta có chọn chế độ thứ nhất là sưởi chế uh, độ khô này, chế độ thứ hai dọc nước là chế độ là làm lạnh các bạn nha. Chế độ thứ ba là chế độ quạt, chế độ thứ tư là chế độ sưởi các bạn và chế độ đầu đầu tiên là chế độ tự động các bạn nha. Thì phía mo thì cho phép chúng ta chọn các chế độ hoạt động. Thứ hai là <laughs> thì phím giọt nước này các bạn có thể là dùng hoặc uh, uh, là giọt nước là chế độ cooler là cool linh các bạn rồi phím này là phím auto các bạn nha thì uh, chúng ta tăng giỏm bằng các cái uh, phím lên xuống này có chữ tem đấy thì trên đây có phím là phím qua uh, các bạn Win là quạt gió các bạn chọn tự động hoặc là tăng giảm à, tốc độ quạt các bạn nhé. Rồi swing là cánh đảo gió, Ờ wing rồi uh, wing nha các bạn, đảo gió các bạn nha Còn đây là phím uh, f cool là phím uh, chế độ lạnh, còn hit uh, là chế độ sưởi các bạn nha. Chúng ta bắn hit là chúng ta chọn chế độ sưởi. Và phím set để chúng ta cài đặt, cài đặt uh, giờ ở đây cũng có uh, cài đặt giờ luôn các bạn nha và turn on time off thì chúng ta cài đặt cái chế độ mà chúng ta bật ngủ tắt nha và phím ok thì chúng ta chọn chế độ đó thì uh, trong video này thì uh, xin cảm ơn các bạn các bạn đã quan tâm theo dõi và mong rằng là video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn và những ai đang cần để cài đặt và sử dụng remote đa năng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chào và hẹn gặp lại lần sau